Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Kiến thức Dược thảo với bác sĩ Morita. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mở đường line và xin mời quý vị gọi vào đặt câu hỏi với bác sĩ về mọi vấn đề liên quan đến dược thảo, vấn đề bệnh lý và cách sử dụng dược thảo như thế nào cho có hiệu quả. Và sau đó thì chúng tôi sẽ có những phần thưởng để gửi tặng đến cho quý vị. Và cũng xin nhắc lại thưa quý vị, cuối tháng này thì chúng tôi sẽ có chương trình phát thưởng cho những quý vị đã trúng thưởng trong chương trình thương mại quà tặng cùng với Phạm Khanh. Thì xin quý vị lưu ý là xin mời quý vị đến với tiệm Hùng Express tại thành phố Garden Grove. Tiệm Hùng Express tại thành phố Garden Grove vào lúc 12 giờ trưa thứ bảy tuần sau thì chúng tôi sẽ phát thưởng cho tất cả những vị đã trúng thưởng. Và cũng xin quý vị lưu ý đó là những vị nào đã trúng thưởng, quý vị nào đã có những cái tấm vé số đó, khi quý vị mua những cái loại thuốc của công ty Princess Lifestyle thì xin quý vị nhanh chóng gửi về cho các đại lý và cũng như là gửi về công ty càng sớm càng tốt. Đầu tháng 6 thì chúng tôi cũng sẽ có tổ chức một cái đợt sổ số giữa năm của công ty Princess Lifestyle, mà trong đó những phần thưởng có thể từ 100 cho đến 500 đồng. Bây giờ thì chúng tôi xin mời vị khán giả đầu tiên trên đường line. Vì có thể gọi chúng tôi theo số điện thoại là 714-8393-3264, 714-8393-3264. Hello, chúng tôi xin nghe đây ạ. Dạ, bác sĩ Monica phải không anh? Dạ, đúng rồi. Xin mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Đưa cho em chị ho đó, ho mà ho ban đêm á, ho từ hôm nay ho ban ngày, ho mà ho ban đêm mà nó rát cổ họng mà nó có đàm nhiều lắm á. Dạ. Yeah. Chị hồi đó giờ chị uống thuốc của tôi chưa chị? Chưa cái lân khe chưa phải không? Chưa uống lần nào phải không? Bây giờ chị ở đâu? Chị ở gần cái khu này không? Dạ em ở gần bác sĩ cho em bên lý đó. Chị nó ho ban đêm, ho dữ lắm mà nó có đàm mà rát cổ lắm bác sĩ. Dạ. Đàm nhiều. Tại vì có thể là chị bị dính, mà chị cũng có thể là chị bị cái đường hô hấp của chị nó bị dơ á, làm cho chị bị ho. Dạ. Nó tạo nên cái mucus là đàm á, phlegm. Dạ. Dạ. Dạ bác sĩ. Đó, bữa nào chị có thể chị ghé phòng mạch tôi thử coi, hoặc là chị có thể chị đến những đại lý nào cũng được. Chị mua cho tôi, chị mua cái số 36. Chị muốn bác sĩ em cũng gần lắm, em ở chỗ bonsai gốc quốc á. Dạ, vậy thì chị có thể tới phòng mạch tôi là ở Brookhurst cái đường Haza đó chị. Ở trong cái khu mà Da Cao Food to Go đó. Chị biết. Dạ. Ở trong cái khu mà bánh canh quê anh quê em vậy mấy anh sao á, vậy anh sao đó. Bánh canh quê anh quê em, dạ em biết là bác sĩ, nhưng mà bây giờ nó đứng là bác sĩ nằm ở chỗ nào bánh canh quê em biết rồi. Mấy anh sao, vậy anh sao mà chỗ cái bên đổi nước đó chị. Oxy, tôi làm việc chung với lại hợp tác bác sĩ Trọng Quốc Bằng đó, là Oxy trung tâm điều trị đau nhức, cái rehab center đó. Như vậy là nó cái chỗ gửi tiền lẻ đó phải không bác? Tôi lại nằm ở dãy trước chị, còn này nằm ở dãy sau. Dãy sau? Dạ. Yeah. Vậy số cái số đó mấy bác sĩ? 14510 đường Brookhurst. 14510 Brookhurst. Brookhurst rồi. Yeah. Bác sĩ cho em có hẹn mà mấy giờ bác sĩ? Bữa nay chị có thời gian không? Dạ có, em sẽ lên, tại vì nó ho quá rồi tiền bạc như bác sĩ tan biết luôn, để em chuẩn bị. Không, tôi khám bệnh cho chị, tôi không có lấy tiền, chị chưa thuốc rồi chị. Chị mua thuốc thì chị trả tiền thôi, còn khám bệnh thì không có lấy tiền. Thuốc khoảng bao nhiêu bác sĩ ho mà dạ. Đàm ra ban đêm thì lắm than tiếng. Dạ chị uống thử đi, hai mấy đồng chai chị. Dạ như vậy dạ. Giờ tới mấy giờ bác sĩ đóng cửa bác sĩ? Khoảng chừng 6 giờ sau rưỡi tôi đóng cửa chị. Dạ trời, dạ thưa bác sĩ, tôi chắc chắn từ bây giờ tới 5 giờ đó em xếp anh chị tới bác sĩ nha. Dạ, bác sĩ. Dạ được chị, dạ. 14510. Dạ. Anh sao lưng quê anh quê em, bánh canh quê anh quê em á bác sĩ? Dạ cái giải làm sao á, giải mà chị biết là Da Cao Food to Go rồi phở 86 này kia. Em biết chỗ đó bác sĩ. Dạ dạ dạ. Những cái căn đầu tiên đó chị. Đào đó đúng rồi. Dạ. Rồi sao rồi bác sĩ? Cái giải đó đó hả? Dạ do đó đó chị, dạ. Dạ em ở cái khu công Tấn Thành nè bác sĩ, em băng qua gần lắm. Ờ giờ là gần quá rồi, chị ở trên kia chút xíu. Dạ vâng. Dạ tại em làm công bên đây nè. Dạ. Rồi. Thì em băng qua đó thì cái chỗ có tôi vô Da Cao phải bác sĩ? Dạ đúng rồi chị. Vậy chị rồi. Có thể buổi sáng tại tôi ở trên đài này kia trong chuyện đó, buổi chiều chị ghé cho tôi đi khoảng chừng 3 giờ mấy đó, chị ghé được. 3 giờ mấy. Từ 3 mấy tới 5 giờ nha bác sĩ. Dạ được chị. Dạ. Dạ em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ, bác sĩ em không ho quá chị. Tốt, ho chị không nổi luôn. Dạ. Đàm nhiều lắm. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Dạ, bác sĩ. Dạ không có chi thôi chị. Dạ cảm. Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường line ở số điện thoại là 714-8933-264, 714-8933-264.
quý vị có những thắc mắc liên quan đến bệnh lý hay là cách sử dụng thuốc hay là quý vị cần tham khảo với bác sĩ Morita. Giờ này thì bác sĩ đang trả lời trực tiếp cho quý vị trên đài truyền hình. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay từ bây giờ để tham khảo với bác sĩ thưa quý vị. Như vậy là có rất là nhiều người bị bệnh ho, và bác sĩ phải nói rằng cái chứng bệnh ho này nó thông thường lắm. Nhiều khi chúng ta coi thường, mình nghĩ rằng mình ho nó không có sao hết, nhưng mà đôi khi cái ho của mình về lâu về dài nó sẽ làm hư cái buồng phổi, nó sẽ làm chúng ta bị suyễn, mà đặc biệt là ho nó làm phiền những người xung quanh, đặc biệt là ban đêm khi mà mình ngủ mà mình ho vậy thì những người ngủ với mình đó, người ta sẽ bị thức dậy và rất là khó chịu. Như là mình ngại lắm, mình ngồi xung quanh mình mà mình ho đi, mất lịch sự phải không ạ? Mất lịch sự, mấy người ta nhìn mình ta tưởng đâu là mình bị ho lao ho tổn gì. Đúng rồi. Ban đêm ho thì phiền người xung quanh. Tại trời lạnh đó cô, cái lạnh đó thì nó làm ho để cho cái phổi mình nó bớt lấy cái khí lạnh vô phổi mình đó. Nên ban đêm bị ho nhiều. Cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ thì chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi đang mở đường live ở số điện thoại của Little Sài Gòn TV. Xin mời quý vị gọi vô đặt câu hỏi với bác sĩ cũng như là tham dự chương trình trúng thưởng của chúng tôi ngày hôm nay. 714-893-3264. Ồ, hôm nay mình cũng có cho chương trình đố vui trúng thưởng luôn rồi bác sĩ. Để mà cuối tháng này thì quý vị có thể đến mà nhận những cái giải thưởng của mình. Không biết là quý vị có nhớ cái số thuốc lân ke là số bao nhiêu và bác sĩ đã nói về cái thuốc này như thế nào hay không, thì quý vị nếu mà quý vị nắm vững được thì quý vị gọi vào để được trúng thưởng trong ngày hôm nay thưa quý vị. Đây cũng là chương trình đố vui trúng thưởng luôn. Và số điện thoại một lần nữa đang mở trực tiếp ở số điện thoại của Leader Sài Gòn TV, đó là 714-893-3264. 714-893-3264. Xin mời vị gọi vô ngay cho chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và còn xin nhắc là những quý vị nào trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay cũng như là trong chương trình thương mại quà tặng của chúng tôi trước đây đó, thì xin mời quý vị đến với tiệm Hùng Express thành phố Garden Grove, ngay góc đường Brookhurst và đường Garden Grove, vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bảy ngày mùng 4 tháng 6, tức là thứ Bảy tuần sau nữa đó thưa quý vị. Ngày thứ Bảy ngày mùng 4 tháng 6 lúc 12 giờ trưa, tiệm Hùng Express, thì công ty Princess Lifestyle với bác sĩ Morita sẽ phát thưởng cho tất cả những vị đã trúng thưởng những cái phần quà của chúng tôi trong chương trình talk show với bác sĩ và cũng như là trong chương trình thương mại quà tặng với Phạm Khanh. Bây giờ thì Phạm Khanh xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường live. Dạ, hello. Xin mời đặt câu hỏi ạ. Xin mời đặt câu hỏi. Chào em. Dạ, xin chào chị, xin mời đặt câu hỏi ạ. Chị muốn hỏi là chị hay ho ban đêm á, muốn hỏi bác sĩ á. Chị hay ho ban đêm mà nó ngứa cổ với phần cái tim nó làm như nó bị nhói nhói á. Cũng không biết là uống thuốc gì cho nó đỡ. Dạ, trước tiên là phải lại khám mới biết là chị, coi chị bị nhói tim. Tại lý do nào mà chị bị nhói tim mà chị bị ho đó, thì thường thường nó đi đôi với nhau. Dạ, ho cũng vẫn uống thuốc ho, nhưng mà nó hay khó thở ban đêm. Dạ chị. Chị ở vùng nào chị? Dạ, bên Louisville á. Rosemith, yeah. Chị có thể tới cái hãng thuốc của tôi được, không cần phải xuống Santa Ana. Cái hãng thuốc, cái hãng thuốc của tôi nó nằm ở Baldwin Park á chị. Ở 153150 đường Spring ở thành phố là Baldwin Park. Dạ, yeah, một mấy hả bác sĩ? 13150. 13150. Đường Spring là mùa xuân á. Đường Spring hả? Spring, Spring là mùa xuân đó chị. Gần ở đâu bác sĩ? Nó, chị biết cái đường Lower Zusa phải không? Dạ, ở chỗ... Ngay chỗ mà cái Freeway 605 đó. Nó có cái đường Lower Zusa, là đường Los Angeles đó. Thì chị đi qua khỏi cái freeway, thì chị sẽ thấy cái đường Little John. Chị quẹo vô là có đường Spring trong đó đó. Hoặc là chị có thể gọi cho bác sĩ Morita đi. Chị gọi số điện thoại cho bác sĩ Morita là 818 634 1706. Dạ, chị gọi trực tiếp cho bác sĩ Morita. Bác sĩ Morita sẽ cho chị biết rõ hơn về cái địa chỉ với cái ngày nào chị có thể gặp đó. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chị ho cũng cả 3 tháng rồi. Chẳng giảm bớt nào hết mà nó cứ tối nó khó thở, nằm xuống là khó thở, chỉ có nằm cao thôi, không có thể nằm xuống được. Nhiều khi nó ảnh hưởng tới cái tim của chị đó, bữa nào chị ghé đi rồi tôi khám cho chị. Dạ vậy là không đi cho khám điện bác sĩ là 818 634 1706. Dạ đúng, cảm ơn chị. Chúng tôi sẽ mời vị khán giả kế tiếp trên đường live.
Hello, chúng tôi xin nghe đây ạ. Hello. À, quý vị vui lòng khi mà gọi vào đài, xin quý vị vui lòng đứng xa TV ra, bật âm thanh nhỏ xuống và nói và nghe với chúng tôi bằng điện thoại. Vâng, chúng tôi xin nghe đây ạ. Tôi muốn hỏi bác sĩ là... Xin cô vui lòng đứng xa TV ra và bật âm thanh nhỏ xuống và nói chuyện với chúng tôi bằng điện thoại thì chúng tôi sẽ dễ nghe hơn ạ. Bác dặn cái TV nhỏ xuống đi. Bác sĩ là tôi muốn mua cái thuốc bổ áp á. Dạ. Aspirin gì đó. Aspirin, bổ tăng trí nhớ. Dạ. Mà tôi muốn đi không biết mua chỗ nào, tôi hỏi thôi, chẳng biết mua bây chỗ giờ nào. Bác cho số điện thoại thì chúng tôi sẽ cho công ty gọi lại cho bác nha, rồi hướng dẫn bác mua chỗ nào nha. Số điện thoại của bác là số mấy à? Chỗ tôi hả? Vâng. Chỗ của tôi là coi ở trong cái gì tôi gọi đó. Dạ dạ, dạ không bác, có bác ở đây. Không có ở đây, không hiện ra cái số điện thoại. Bác có nhớ số điện thoại của bác không? Điện thoại tôi hả? Dạ vâng. Để tôi đi kiếm. Dạ. Thế bây giờ hay là bác ghi số điện thoại của công ty đi rồi bác gọi vào công ty nha. Alo. Vâng. Để kiếm thôi bác khỏi kiếm á. Thôi bây giờ bác khỏi kiếm, bác ghi lại cái số điện thoại của công ty. Ở phòng vali. Dạ vâng. Bác ghi lại cái số điện thoại, bác có viết không? Bác ghi lại số điện thoại của công ty nha. Để kiếm số điện thoại rồi. Bây giờ làm phiền bác là bây giờ chúng tôi tắt máy, sau đó rồi chúng tôi sẽ đọc lại số điện thoại của công ty nhiều lần. Bác chuẩn bị giấy viết để mà bác ghi lại nha. Xin quý vị cũng ghi lại luôn. Số điện thoại của công ty là 1-800-990-8319. Chúng tôi xin nhắc lại là số điện thoại của công ty là 1-800-990-8319. Quý vị muốn order bất cứ loại thuốc nào thì xin gọi cho công ty. Công ty có những cái chương trình gửi thuốc về tận nhà cho quý vị. Nếu vị mua 6 trên 6 lọ thì vị cũng sẽ được free shipping khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Tôi sẽ nhắc lại số điện thoại của công ty là 1-800-990-8319, 1-800-990-8319. Và bây giờ thì chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường line. Số điện thoại của Liên đoàn Sài Gòn TV là 714-893-3264, 714-893-3264. Xin lưu ý quý vị là khi vị gọi vào đài, xin vị vui lòng đứng xa TV ra. Đừng có nghe, đừng có nhìn gì trên TV hết, vì cái tín hiệu ở TV nó sẽ chậm chạp hơn là cái tín hiệu ở trên cái phone mà quý vị nghe. Thành thử ra khi quý vị gọi vô đài bằng phone thì nói chuyện bằng phone, nghe chúng tôi cũng bằng cái phone luôn. Quý vị đừng có nghe trên TV chờ xem ở trên đây trả lời như thế nào thì e rằng sẽ chậm chạp. Chưa kể có những cái tiếng echo ở trên đó nữa, thì xin quý vị lưu ý. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi một số thông tin nước ngoài và sau đó chúng tôi sẽ trả lời ngay. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tình tương đến Princess Lifestyle đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.